giờ này 11 giờ đêm rồi. Đâu 10 giờ chứ. Xung quanh là parking lot. Đường này đường gì không biết luôn. Và trước mắt chúng ta Volcano Hot Pot BBQ. Wow, cũng còn đông quá ta.
You have to eat it. Kind of a busy in there, so I'm leaning towards you. Yeah, yeah. Turn it on, please. Yeah. Look at it. Thank you. See? Oh. 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 Look at soap. Look at soap. Have that look at soap. Have that soap. Mom. Trường kỳ kháng chiến nha, ô còn này nhóc luôn. Bạn này ăn tí nó tư tiền thế, nó cầm không tiền. Đấy, cái bàn này là trường kỳ kháng chiến. Này nhóc luôn. Kem nữa hả? Chị Tuyết mà. Có ăn đâu? Thì không ăn mà chị cứ lấy vô. Nè, coi cái bàn này nè. Sạch men luôn, không còn cái gì. Còn cái bàn này. Cái bàn này giờ này mà còn đầy ấp luôn. Em tiếc tiền quá, em phải ngồi ăn này. Các loại luôn. Các loại luôn. Ồ, giờ mình đi ba đi. Trời ơi, ba này. Ba xong rồi mình sẽ tới đó. Bà tính rằng là ngoài chương trình không à. Bây giờ mình tới đó làm gì? Mình tới đó mình ngủ đâu làm gì đâu. Giờ mình vô ba.